time it is. Marvin Devine, Huber, Axel, and you know how we do. Yeah, I got the juice. Whip game cool, make them look like cool. Hey, always play cool, that's the biggest rule. Yeah, forget what they doing, keep on doing. I made it right here in the booth. Yeah. I'm always pursued, cause of what I pursue. Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của mình là Thịnh BMW. Hôm nay mình đã đổi tên cái kênh của mình lại rồi. Nếu anh em thấy hay thì nhớ ủng hộ cái kênh của mình. Đấy, thì mình có cái group ở trên Facebook đó. Anh em nhớ vô vào group đó để xem thông tin những chiếc xe như thế này nha. Và đây, trước mặt anh em là cái dàn siêu phẩm màu hồng siêu khủng của một chị chủ là nữ doanh nhân 8X ngành Y đó, về hệ thống thanh dược trên toàn lãnh thổ Việt Nam anh em à. Cái ngành này là có nghĩa là chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ á. Đấy, quá ghê luôn. Rồi, lên báo rất nhiều anh em. Anh em có thể lên Facebook xem. Trước mặt chúng ta thì có những siêu phẩm gì thì để mình điểm danh. Xong sẽ bàn tới một số chuyện với anh em để cho anh em cái nhìn khách quan và tổng quan về cái thú chơi siêu xe của mấy chị chủ gần đây nha. Đấy, anh em thấy có màu hồng này không? Thì chỉ có chị chủ mới chơi được cái màu này và ba chiếc luôn. Đấy, trước mặt anh em là McLaren 720S Enlago. Enlago anh em ạ. Đấy. Đấy là một trong 15 chiếc trên toàn thế giới anh em. Một trên 15 chiếc trên toàn thế giới, là có nghĩa là trên thế giới chỉ có 15 chiếc thôi mà Việt Nam mình đã có một chiếc. Đấy, hôm nay có góc rộng nên chia sẻ anh em để nhìn nó phê hơn nè. Ồ, đấy, carbon thôi anh em. Carbon forget nè. Đấy, forget composite. Nhưng mà nó gọi carbon xịn anh em. Mấy cái này nó đắt lắm. Cái bộ body này nó trên 3 tỷ đồng anh em ạ. À. Cái góc này quá ok luôn anh em. Chụp nó hết trước đi tiếng. Đây, anh chủ, không phải anh chủ nữa. Không biết là ai nhưng mà đây, mở cửa cho anh em đam mê chụp hình. Anh em thấy ok không? Quá ổn áp luôn. Góc nhìn tuyệt vời anh em ạ. À. Tung cánh, hai cánh luôn. Đó, anh em đang tác nghiệp. Nay đậu ba chiếc tạo thành cái đội hình cho anh em đam mê xe tác nghiệp. Anh em nhớ coi cuối clip nha, để coi chị chủ là ai nha. Và cái link của chị chủ là gì thì anh em nhớ coi tới cuối clip. Nhớ cuối clip nha anh em, đừng có bỏ qua đó. Anh em tranh thủ anh em à, tranh thủ để chụp mấy siêu phẩm này. Quá là chất lượng. V8, V12, V12. Một em V8, hai em V12. Cho anh em tác nghiệp đi, mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem nha. Anh em đợi chút. Đấy, đây là em Lamborghini Aventador nè anh em. Novitec. Độ Novitec. Biển ngũ quý chính, biển Lào anh em à. Đấy. Thấy cái màu sao anh em? Mình có làm hai cái clip em này rồi. Bây giờ chỉ quay sơ cho anh em xem nha. Nhưng mà cho anh em xem nội thất nè, màu đỏ luôn anh em à. Quá tuyệt luôn. Rồi, carbon không. Khoang động cơ như khoang chiến đấu cơ rồi anh em. V12 720 mã lực, tăng tốc 0-100 2.9 giây. Quá khiếp anh em à. Đây, Lambo riêng nó là tốc độ tối đa tới 350 km/h anh em. Còn McLaren với lại Ferrari thì chỉ cái 340-330 thôi, nhưng mà đâu có chạy hết đâu. Đấy, anh em thấy phần mông lung linh chưa? Mình lần đầu tiên mình gặp cái con Enlago này.
nên là phải quay kỹ kỹ để về ngắm chung với anh em. Hello Kitty nha. Chất trời. V8 4.0 lít anh em à. Này là tăng áp kép Twin Turbo á. Đó, mọi người đang tác nghiệp. Đó, ôi có người nước ngoài luôn anh em. Đó đâu phải chỉ riêng mình đâu. Đủ lớn hết, đủ lớn bé hết. Đấy, Elago. Trời, gì? Đi anh em à. Wow, để quay nội thất cho anh em xem ké cái nha. Nổ máy thử anh ơi, nổ máy thử nha. Chắc chắn tắt đèn anh em ạ, sợ hết bình. Wow, quá đẹp anh em ạ. Góc trên, góc dưới, góc ngang, góc phải gì nó cũng đẹp hết. Anh em thấy phần wide body của nó không? Nó rộng ra 3cm mỗi bên. 3cm mỗi bên, rồi rất là rộng, rộng nha anh em. 3cm á, là hai bên tổng cộng là 6cm. Đấy, thì đây là tại Hotel Continental Sài Gòn anh em. Ngay nhà hát lớn á. Thì kế bên thì có mấy em xe cổ nữa nè. Quay thử cho anh em xem. Đấy, có Ford Mustang. Trời, anh em này mà, anh em biết đời bao nhiêu không? 1969 anh em à. À, quá đẹp luôn. Cupra Z1. À, anh em thấy không? Mình nói thiệt luôn, nó mới tinh à. Ôi, lần đầu mình gặp ra ngoài nhìn nó mới tinh à. Như xe mới xuất xưởng luôn. Anh em nhìn cái bánh đó kìa, capo kìa. Và cái nước sơn của nó. Quá tuyệt. Đây trong những tượng đài của Ford Mustang anh em. Cupra nè. Quá đẹp luôn. Đấy, thì dàn xe đi rồi nè. Đó là dí một đoạn cho anh em xem cái đoạn trên phố cái thế nào. Nó hơi mờ anh này. Đấy, mình sẽ cho anh em nghe tiếng bô. Anh em nhớ xem kỹ nha. Và nhớ xem tới cuối coi chị chủ là ai nha. À, nữ doanh nhân thành đạt 8X. À, ngành thẩm mỹ. Đấy.
kỳ phơi luôn. Ôi, kẹt xe luôn anh em ơi. À, phơi quá trời phơi luôn, không biết nói gì hơn. Chỉ để cho anh em tự cảm nhận thôi. Ba màu, hai màu hồng và một màu hường nha anh em. Màu này nó đẹp hơn là phải gọi là màu hường. Quá đẹp. Đấy, anh em đang tác nghiệp nè. Anh em nếu thấy hay thì nhớ like, subscribe kênh nha. Anh em đừng quên subscribe kênh nha, để hóng những video tiếp theo rất hấp dẫn này. Đất luôn anh em ơi, sát đất luôn rồi, siêu xe quá khủng. Gói độ 3 tỷ nha nè, chưa tính mâm bồ nữa đây. Và đây là cái sẽ là cái link của chị chủ nha, anh em nhớ vô TikTok sẽ gặp chị đây.